chào mọi người đến với cup.vn. Và hôm nay tụi mình làm cái video này là muốn giới thiệu đến mọi người những cái mẫu ly căn bản nhất cho quán cà phê. Có một cái câu nói như thế này: một thức uống ngon không chỉ đánh giá ở nguyên liệu làm ra nó, mà nó là cảm quan về mặt thẩm mỹ từ những chiếc ly nữa. Nên là việc mà chọn ly phù hợp cho thức uống cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để thức uống của bạn được thực khách họ chào đón hơn. Với việc chọn lựa ly cho quán cà phê, thì với kinh nghiệm của mình, quán cà phê là nên phân làm hai loại. Ly thứ nhất là ly cho thức uống nóng, và loại ly thứ hai là ly cho thức uống lạnh. Thì trước mặt mình đây là bộ ly cà phê truyền thống cho các thức uống nóng. Đầu tiên là ly espresso, thứ hai là ly cappuccino, và thứ ba là ly latte. Đó. Nhưng ở Việt Nam á, thời gian gần đây thì mình thấy là các yêu cầu về cái ly latte này giờ họ có xu hướng đổi mới rồi. Đó là họ dùng cái nghệ thuật vẽ trên các hình ảnh ở trên cái miệng ly này. Nên là cái dòng ly này càng ngày mình càng thấy là rất là ít quán đặt, mà họ sẽ đổ thành cái mẫu ly này. Thấy là cái miệng của nó này rất là rộng. Và các nghệ sĩ tha hồ thể hiện cái tài năng vẽ của mình ở trên ly 280ml này. Cái đặc tính của sứ á, là nó phù hợp cho thức uống nóng, bởi vì thứ nhất là nó giữ nhiệt. Cái thời gian nó giữ nhiệt so với ly thủy tinh á, là nó giữ nhiệt được lâu hơn rất là nhiều. Bên mình cũng có ly thủy tinh cho các dòng ly cà phê. Đây mọi người thấy đây, là cũng đủ hết. Nhưng mà mình là một cái người rất là yêu cà phê, và khi mà mình ra quán uống á, thì mình thấy một cái vấn đề là khi mà mình ngồi với bạn bè qua những câu chuyện mà mình uống cái đồ cà phê nóng đi, thì chỉ khoảng là uống ly thủy tinh chỉ khoảng 5 phút, 6 phút là nó đã bắt đầu nguội rồi. Và mình dường như không muốn uống tiếp nữa. Đó là lý do mà xuất phát từ cái việc yêu cà phê và thích uống cà phê, thì mình đề xuất cho mọi người trong quán là nên dùng sản phẩm sứ cho thức uống nóng. Còn cái yếu tố thứ hai nữa là khi mà dùng ly thủy tinh á, mọi người sẽ chỉ nên dùng một là cho thức uống nóng và hai là cho thức uống lạnh. Đây là lý do, bởi vì là khi mà mọi người đang dùng lạnh đi, hôm sau mọi người dùng nóng và mọi người cứ thay đổi cái biên độ về nhiệt độ nó lớn như vậy á, thì dẫn đến một cái hiện tượng là thủy tinh khi mà bạn dùng được một thời gian nó sẽ bị nứt. Đó, đây là lý do. Nếu mà mọi người vẫn còn cần thêm những cái mẫu ly cà phê khác đặc sắc hơn thì cứ liên hệ với cup.vn nhé. Đừng ngần ngại, bởi vì là trên đây chỉ là những cái mẫu cơ bản mà mình muốn giới thiệu với mọi người thôi. Phần thứ hai mình muốn trao đổi với mọi người đó là ly cho thức uống lạnh. Thì trước mặt mình đây là những cái mẫu ly căn bản nhất cho thức uống lạnh. Mình sẽ, nếu mà các bạn về cà phê của cái bar pub á, thì mình sẽ làm một cái video khác nhé. Còn đây là những cái mẫu ly căn bản thôi để mọi người xem. Khi mà mọi người làm thì mình sẽ thấy là trong các quán là sẽ có những cái món như là sinh tố này, nước ép này, cocktail này, kem này, trà đào, rồi trà sữa, rồi là cà phê sữa đá. Mỗi người pha chế á, họ sẽ có một cái công thức riêng, và mỗi quán họ cũng sẽ có một cái ngân sách về đồ uống riêng, nên họ sẽ có cái thể tích khác nhau. Thế nên nếu mọi người thấy là đây là ly có thể tích 330, mọi người có thể dùng làm bạc xỉu hoặc là các loại cocktail. Tiếp đến lớn hơn một chút là trà đào và trà sữa và các loại nước ép, vì khí hậu nóng ở Việt Nam á, thì nhiều đá rất là quan trọng. Đó, tiếp theo là người sẽ thấy là ly mà có thể tích lớn hơn. Đây thì thể tích lên đến 400 cho đến 500ml. Mọi người có thể được sinh tố nước ép này, cocktail này. Đó. Một điều lưu ý trong cái ly thủy tinh đấy là mọi người nhớ là nếu mọi người đã dùng nó cho đồ uống nóng thì hạn chế dùng cho đồ uống lạnh nhé. Hoặc là dùng cho đồ uống lạnh rồi thì không nên dùng cho đồ uống nóng, bởi vì là nó sẽ bị nứt, nó sẽ xảy ra hiện tượng nứt. Thứ hai là mọi người nên chọn, mình sẽ recommend hai cái hãng ly thủy tinh mà mọi người nên chọn, đó là thứ nhất là Ocean và thứ hai là Libby. Đây là hai hãng mình thấy ngân sách nó cũng rơi vào khoảng 40 đến 60 nghìn trên một ly, nhưng mà
rẻ lại đắt mà đắt lại rẻ. Thực ra là không hề đắt mọi người nhé. Bởi vì khi mọi người dùng được một thời gian á, với cái dòng ly thủy tinh rẻ tiền á, thì nó sẽ bị đục, nước thủy tinh nó không còn trong nữa và thức uống của bạn sẽ không còn đẹp nữa. Và ly thủy tinh rẻ tiền thì một thời gian là nó sẽ bị úa, bạn không có cách nào làm sạch được và nó sẽ dễ vỡ hơn. Và khi mà vỡ mà cái liên kết của các chất trong thủy tinh á, nó tung ra ngoài á, ảnh hưởng đến những khách hàng nữa. Còn khi mà ly thủy tinh mà dạng cao cấp đắt tiền á, thì khi bị vỡ là các liên kết nó rất là chặt chẽ, nên họ sẽ chỉ bị vỡ với các mảng to, thì các bạn quét hay là cái việc ảnh hưởng đến khách hàng cũng sẽ hạn chế hơn. Và tại cup.vn là tụi mình có làm một cái tờ hướng dẫn căn bản cho các quán cà phê. Đây mọi người sẽ thấy này, đây là bộ đồ uống nóng này, còn đây là hướng dẫn dùng thức uống gì cho mẫu ly gì này. Đấy, còn bên này thì cao cấp hơn là cho các quán bar đó. Nếu mà ai cần cái bản này thì có thể để lại email hoặc là số điện thoại phía dưới, bên mình sẽ liên hệ và gửi cho bạn cái tờ này nhé. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày vui.